Ủa, không phải anh nói không muốn về phòng này nữa sao? Tại ba khóa cửa phòng làm gì rồi? Nếu anh không thích thì đi mướn khách sạn mà ngủ. Là em nói nha, đừng có đổ thừa anh tự ý bỏ đi đó. Ủa, cậu cậu, cậu đi đâu vậy? Con đi mướn khách sạn ngủ. Cậu bảo, cậu nói với mẹ là cậu không phải là công nhân công trình đó con. Anh không phải là công nhân công trình hả? Thiệt ra thì anh là kỹ sư. Kỹ sư thì cũng phải đi công trình, đúng không con? Mà sao da trắng dữ vậy? Hả? Dạ, công việc của con là mở văn phòng là chính rồi. Con nói thiệt đó bác. À, biết làm sao là thiệt hả con? Anh bảo, tại sao lại gạt em? Anh... Nó nói là nó không có cơ hội để nó nói thật cho con biết. Mà mặc dù nó đã quen con 3 tháng rồi. Anh đi về đi. Nguyệt, đi vậy. Em tin anh đi. Đừng đừng. Không phải là anh muốn giấu em đâu, mà tại vì... Bởi vì anh muốn trêu chọc tôi nên anh mới gạt tôi đúng không? Không phải gì đâu Nguyệt, em nghe anh nói đi. Đi qua bên này. Còn nói không phải hả? Nói dốc không chớp mắt hả? Anh đi về đi. Tôi không có muốn gặp anh nữa. Nguyệt à, nghe anh nói đi Nguyệt. Đi Nguyệt ra. Ê. Không có nói nhiều. Nghe lời nó nói không? Đi về. Đi về. Cái thùng nước lèo đó còn nước nhiều lắm. Tôi chặt rồi tôi bỏ vô tôi làm xí quách à. Cái tướng này làm xí quách được nhiều á. Nguyệt à, nghe anh giải thích đi Nguyệt. Còn nói cái gì nữa? Đi về. Hay là đợi tôi trụng vô nồi nước sôi. Để cái ly nước mía xuống. Thưa bác con về. Đi đường kia. Chị đi đâu vậy? Tôi đi công việc thôi. Tôi đi nha. Khoan đã chị. Dù gì thì chị với Nguyệt cũng là chị em ruột mà. Tại sao chị cứ tìm cách tránh mặt hai vợ chồng tôi vậy? Tôi xin lỗi. Chị chờ tôi xíu nha. Alo, con nghe nè ba. Con đang ở đâu vậy? Con đi thuê khách sạn ngủ rồi. Lý do thì ba hỏi Nguyệt đi. Hai đứa có chuyện gì nữa vậy? Nói ba nghe coi. Con vừa mới nhận phòng xong. Bây giờ con mệt quá. Ba đi ngủ sớm đi. Con chào ba. Anh Bảo, anh với Nguyệt có chuyện gì sao? Không có gì. Hay là anh giận Nguyệt dụ của Thoa phải không? Tính con Nguyệt là vậy. Không có suy nghĩ, hành động nông nổi. Không có nghĩ tới hậu quả đâu. Anh bỏ qua cho nó nha. Chị quan tâm Nguyệt như vậy, sao chị lại tìm cách tránh mặt vợ chồng tôi vậy hả? Hôm trước tôi đã nói rõ với anh rồi mà. Tại vì tôi ghét nó thôi. Không phải vậy. Thực ra thì giữa hai người đã xảy ra hiểu lầm gì? Không có. Thôi anh về nhà với Nguyệt đi. Tánh của nó thì hơi ương bướng. Anh chịu khó xuống nước nhường nó một chút thì nó cũng tự biết lỗi của mình, sẽ suy nghĩ lại. Thôi tôi đi nha. Chị Dương, chị sao vậy? Chị có sao không? Chị ngồi xuống đây đi. Tôi không sao. Tôi hãy nào chút thôi.
Hay là để tôi đưa chị về nha. Anh giúp tôi gọi taxi đi. Tôi có xe mà. Để tôi đưa chị về nha. Sao vậy? Trời, chị sốt cao quá. Đau bụng sốt cao như vậy có thể là triệu chứng của viêm ruột thừa đó. Hay là để tôi đưa chị đi bệnh viện kiểm tra nha. Không, sức khỏe của tôi yếu nên những ai bị sốt như vậy. Anh đi về đi. Sao rồi? Tôi đã nói anh về rồi. Tại sao anh còn ở đây? Anh Bách có một công việc quan trọng để đi xuống tỉnh nên nhờ tôi ở lại.
Vì sợ chị ở một mình xảy ra chuyện. Tôi không sao rồi, tôi có thể tự lo được. Anh đi về đi. Hôm nay tôi cũng có cuộc hẹn với đối tác. Chị cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi gọi cho chị. Không cần đâu. Trong này có số điện thoại của tôi, có gì chị cứ gọi cho tôi. Chị nghỉ ngơi giữ sức khỏe nha, tôi đi về đây. Em nghe nè. Ừ, em đang sửa soạn nè, để em chút nha, nha. Ủa, ba? Con đi làm đó hả? Dạ, con vô công ty đi làm. Thôi, con đừng có buồn nữa. Để thằng quỷ nó về, ba la cho nó một trận. Thôi, luôn ăn sáng rồi đi làm con. Ba, con muốn ăn sáng đâu. Con đi làm. Ba, anh đi đâu suốt đêm qua vậy? Thì đi ngủ khách sạn theo ý của em mà. Thưa ba, con đi làm. Con đi đâu mà bây giờ mới dắt mặt về? Con Nguyệt á, nó đã xuống nước làm hòa với con rồi mà con lại còn tỏ thái độ như vậy. Con muốn gia đình này tan nát con mới chịu hay sao? Nguyệt xuống nước với con hồi nào? Ba đừng có suốt ngày nghe Nguyệt nói. Con còn cuộc hẹn với đối tác, con thay đồ đi làm đi. Tối về con nói chuyện với ba sau. Nhưng mà con kìa ba. Ba sao vậy? Ba còn sao? Ba sao rồi? Còn chỉ cái đứa nào cũng ngang bước như nhau. Tụi bay á muốn tập cho tao tức chết hả? Con xin lỗi. Để con xuống dưới nói chị Xuân lấy thuốc cho ba. Ba ngồi chờ con nha. Em cảm ơn anh đã ủng hộ hợp tác với công ty em. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu em, chuyện nhỏ mà. Anh sẽ luôn luôn ủng hộ cho em. Một chút nữa mình đi chơi nha. Dạ. Em sao vậy? Cho em quen biết bà ta sao? Dạ, chỉ biết sơ thôi. Nhưng mà không gặp thì tốt hơn. Thôi mình đi về đi. Thôi vậy mình về. Tối nay anh mời em đi ăn nhà hàng nha em. Dạ. Tính tiền em ơi. Thôi mình ra ngoài tính luôn đi. Đi. Ừ, đi em. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Tài liệu Ngọc đã dịch xong chưa? Dạ, Ngọc đang dịch chị. Tôi đã nói là xong vào sáng nay rồi mà. Dạ. Tài liệu tôi đưa đang cần gấp. Em làm việc bê trễ như vậy thì sao đủ năng lực làm việc tại công ty này? Dạ, thưa chị, tối hôm qua em có ở lại công ty để làm. Nhưng mà anh Bảo nói là tài liệu ngày mai gửi cho chị cũng được. Anh kêu em về đi, hôm nay làm tiếp. Em lấy anh Bảo ra hù tôi đó hả? Dạ không, em không có ý đó đâu chị. Em không cần làm nữa, lập tức rời khỏi công ty. Tôi chính thức kết thúc hợp đồng thử việc của em. Dạ thưa chị, em... Có chuyện gì vậy? Anh Bảo, anh Bảo, có phải hôm qua anh nói với Ngọc là để tài liệu hôm nay mới dịch đúng không anh? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Chị Nguyệt đang giận lắm. Trong hợp đồng thử việc đã ghi rõ, nếu em không hoàn thành công việc ảnh hưởng tới kế hoạch của công ty thì có thể kết thúc hợp đồng làm việc của em bất cứ lúc nào.
tài liệu dịch này chưa cần tới thì sao lại ảnh hưởng tới kế hoạch của công ty? Cần hay không là do em và cấp trên của Ngọc quyết định, chứ không phải lấy chức tổng giám đốc của anh ra để cho Ngọc hù dọa người khác. Chị, em cũng có ý đó mà. Em cũng nói anh là tổng giám đốc mà, em cũng dưới quyền của anh đó. Tài liệu này người cuối cùng phê duyệt là anh. Anh nói không cần gấp thì có gì là sai? Anh... Em cứ tiếp tục ở lại thử việc với tài liệu tiếp đi. Thời hạn hoàn thành là 2 giờ chiều mai. Tại công ty này anh mới là người có quyền cao nhất, chứ không phải cấp trên của em hay là phó tổng giám đốc đâu. Anh anh nói em không nghe sao? Dạ, vậy em dịch tiếp. Dạ, Ngọc biết rồi mà anh. Em ráng dịch nhanh nha em. 2 giờ ngày dạ. Mai là giao rồi đó. Cố gắng lên nha em. Dạ. Vô đi. Em làm cái gì mà nóng dữ vậy Nguyệt? Chị ra ngoài đi, em chỉ muốn ở một mình. Chị vừa nghe nhân viên của phòng chị nói lại, hồi tối cậu bảo cậu đưa Ngọc về nữa đó. Chị nói cái gì? Thiệt sao? Thiệt. Ông bảo vệ của công ty mình thấy đó. Sáng nay chị đã nghe nhân viên bàn tán xôn xao rồi. Hèn gì cậu bảo lại ưu ái cho con Ngọc như vậy. Anh ta dám phản bội em. Coi ra em cũng rất là yêu Bảo. Không hẳn vậy. Thứ gì đã là của em thì cho dù em có bỏ cũng tuyệt đối không cho ai lấy. Chị ra ngoài đi, hồ sơ để đó cho em. Vậy chị để đây nha. Hai giờ rồi, ăn cơm mọi người ơi. Ngọc. Dạ. Em ăn cơm cùng với tụi chị được không? Em có hẹn ăn cơm với bạn rồi. Ừ. Em đi trước nha. Em chào anh chị. À, dạ em chào hai chị. À, Bảo. Chị. Ờ, cậu đi ăn trưa với tôi và Nguyệt luôn không? Ờ, không. Tôi có hẹn ăn trưa với bạn rồi, tôi đi trước. Trời, trùng hợp ghê luôn á. Anh, không lẽ họ đi ăn chung với nhau? Chắc là vậy rồi đó. Chị mấy tới người kìa. Tới đây đi làm hay là để tám vậy? Nguyệt. Chị Dương ơi. Chị Dương. Chị Dương ơi. Chị Dương ơi. Chị Dương. Sao anh lại tới đây? Chị đã hết sốt chưa? Tôi không sao. Chị Dương. Sao bữa nay con về sớm vậy? Con hơi mệt nên con về sớm. Con ngồi xuống đây, ba nói chuyện với con một chút. Ba, nếu như là chuyện của con với Nguyệt thì ba đừng nói nữa. Con muốn có thêm thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ giữa con với Nguyệt. Bảo nè, vậy bây giờ con có còn thương con Nguyệt nữa không? Con cũng không biết nữa. Thôi, ba có khách kìa, con lên phòng đi. Vinh. Mày còn giác mặt trên đây làm cái gì? Tao con đi luôn đi.
biết lỗi rồi mà ba. Ba cho con cơ hội đi. Ba cho con về lại công ty làm việc nha ba. Con sẽ cố gắng mà. Công ty bây giờ không có chỗ của mày. Mày muốn làm á, ra ngoài mày làm. Ba, nhưng mà chuyện của con đâu có ai biết đâu. Một lần bất tín, vạn lần bất tín. Tao không nói nhiều với mày nữa, tránh ra. Bây giờ ba vẫn còn giận. Em đợi thời gian nữa đi. Anh sẽ nói chuyện với ba, xin cho em. Anh đừng có mèo khóc chuột ở đây. Không phải là anh đang vui mừng vậy tôi bị hất cẳng ra khỏi tập đoàn sao? Em nói cái gì vậy? Em là em trai của anh. Anh luôn mong muốn em thành công. Bây giờ cái người leo lên chức vị của tôi là vợ của anh đó. Anh đừng có diễn với tôi. Khổ diễn ha. Vở kịch của vợ chồng anh chỉ qua mặt được ba, chỉ diễn với mấy đứa nít coi thôi. Vinh, Vinh. Cậu Vinh thiệt tình không hiểu chuyện gì hết á, vậy mà cậu cũng nhịn được. Nó là em con mà, hương thu với nó làm gì. Xuân. Dạ. Làm cho con ly nước đi. Dạ. Uống nước đi cậu. Tôi dọn cơm cho cậu ăn nha. Ừ. Khỏi đi, con muốn ăn. Cậu thiệt tình. Tôi mà như cậu á, tôi không có ngồi đây giận dỗi vậy đâu. Vì biết cái gì mà nói. Tôi biết chứ sao không. Vợ chồng cậu bảo tuy bề ngoài nói coi cậu là em, thương cậu này nọ, nhưng nói chuyện với ông chủ toàn là những câu chấp chích cậu. Hỏi sao ông chủ không giận cậu? Tôi biết ngay mà. Vợ chồng họ sợ tôi về công ty sẽ cản trở họ thâu tóm tập đoàn của ba tôi. Thay vì xin xỏ ông chủ cho trở lại công ty làm việc, sao cậu không tự làm cái gì đó đi, để chứng minh cho ông chủ biết rằng cậu có năng lực. Vì giỏi quá, tôi cũng có cái đầu nè. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà ba tôi đâu chịu buông tiền ra cho tôi làm. Tiền thì thiếu gì cách cậu. Cậu có thể vay mượn mà. Kinh doanh có lời thì mình trả lại. Cậu thấy tôi nói có đúng không? À hả. Công nhận nha. Vậy mà cái đầu có gì hơn bà Bảy đó. Được, giỏi quá. Cảm ơn cậu, cậu quá khen rồi. Bây giờ tôi xuống dọn cơm cho cậu ăn hen. Dọn đi. Rồi tôi dọn liền. Đơn giản. Kinh doanh, mượn tiền, có lời trả, chuyện nhỏ. Ồ. Rồi đó hả? Làm gì mà ngày nào cũng về khuya lơ khuya lắc vậy? Nè, bộ bị ID hả? Đâu có đâu mẹ. Con nè, tình cảm của thằng Bảo với con Nguyệt có tốt không vậy?
Sao tự nhiên mẹ hỏi chuyện người ta? Hồi sáng này nè, mẹ đi ăn sáng, uống cà phê, rồi bàn chuyện với dì Thi. Mẹ thấy con Nguyệt, nó ngồi với thằng nào đó, nhìn tình dữ lắm. Nó thấy mẹ cái nó lắm lét nó bỏ đi hả? Chắc là bạn thôi. Trời ơi, bạn cái gì mà bạn? Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ nhìn á là mẹ thấy không phải là bạn bình thường đâu. Mà cho dù vậy á, cũng đâu có liên quan đến mình. Sao lại không liên quan? Con Nguyệt á, nó mà ngoại tình thì thế nào thằng Bảo nó cũng chán. Lúc đó thì con có cơ hội sống lên. Mẹ thôi đi, sao mẹ cứ kêu con làm những chuyện như vậy? Đúng là con cũng thích anh Bảo một chút, nhưng mà anh có vợ rồi. Trên đời còn biết bao nhiêu là đàn ông, tại sao phải phá nát gia đình người ta? Nè, nhưng đàn ông á, có tiền, có địa vị mà đẹp trai như thằng Bảo thì đếm trên đầu ngón tay nghe chưa? Không biết gì hết. Thôi, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Đó thấy chưa? Trời đất ơi, con cái gì nói tới là dùng dằn à. Lên rửa mặt rửa tay đi rồi xuống ăn cơm nghe chưa? Trời, con gì đâu không biết bao giờ mới khôn ra được hả? Cô, cô mới về, cô lên rửa mặt cho khỏe đi, tôi dọn cơm cô ăn ha. Thôi khỏi, tôi ăn ở ngoài rồi. Dì tính dọn cơm cho anh Bảo ăn hả? Dạ không có, cậu Bảo đi từ chiều tới giờ á, về tắm rửa thay đồ, rồi có cô nào đó gọi điện, cậu đi liền à, rồi nói đi gặp bạn gì đó, giờ tối rồi mà chưa thấy về. Điều này dám đi đêm như hôm qua lắm á. Ê, dì mới nói gì vậy? Anh hai tôi đi qua đêm, hôm qua cũng đi qua đêm. Lạ trời, người đó là cái người ngoan nhất cái nhà này mà lại đi qua đêm. Ồ chị hai, bộ lúc này tình cảm của hai người sức mẻ đến vậy đó hả? Chú mới về hả? Đây cũng là nhà của em, không lẽ em đi luôn? Bậy hết sức nha, làm vậy lợi cho anh chị quá. Chú nói gì vậy? Lúc nào mà anh chị không mong chú trở về? Nè, chú có dự định gì chưa? Hay để chị xin ba cho chú trở vô làm công ty nha? Không cần đâu. Bây giờ chị làm phó tổng rồi, không lẽ em vô em làm trợ lý cho chị? Nếu mà chú muốn thì chị cũng không ngại giúp đỡ chú đâu. Cảm ơn, tốt ghê á. Nhưng mà em có ý tưởng khác rồi. Em sẽ tự lập công ty riêng cho mình, không việc gì cầu cạnh ba giống như vợ chồng anh chị đâu. Mà cái này nha, khuyên chị chân thành, chức phó tổng mà chị có được chẳng qua do chị là con dâu của ông chủ tập đoàn. Nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó anh Bảo tìm được một người chị dâu mới thì... Nhưng mà chị yên tâm đi, em sẽ nể tình nghĩa, lúc đó chị cứ tới tìm em, gọi điện cho em cũng được, em sẽ nhận chị vô công ty em làm. Ok. Chị cũng cảm ơn chú trước nha. Không có gì. Để rồi mày coi bản lãnh của tao, ai sẽ điện thoại cầu xin ai đây? Giờ rồi. Tôi có mua cháo cho chị nè, nhưng mà bây giờ chắc nguội rồi, để tôi đi thăm lại cho. Thôi khỏi,
Hồi nãy ngủ được một giấc sâu, tôi cũng khỏe rồi. Khi nào ăn tôi sẽ tự hâm. Vậy thôi, tôi về nha. Trời tối quá, với lại bây giờ cũng khuya quá rồi. Anh đi về sẽ nguy hiểm lắm. Hay là anh ngủ đỡ ở đây đi. Cảm ơn chị. Thôi anh ngủ đi nha. Chị cũng đi nghỉ đi. Chào ba. Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con. Dạ thôi ba, con vô công ty con ăn luôn. Con sao vậy? Thằng Bảo làm lành với con chưa? Tối hôm qua nó không về nhà ba. Nó lại không về nhà nữa hả? Con có điện cho nó không? Con điện thoại quá chừng mà anh không nghe máy. Để nó về á, ba cho nó một trận. Nếu mà anh muốn ở bên người khác thì con sẽ ly dị với ảnh. Con nói người khác là sao? Anh Bảo đó ba. Bây giờ ảnh đang qua lại với một con bé thử việc ở trong công ty á. Thiệt không? Dạ. Con bé đó không có hoàn thành công việc, còn muốn chấm dứt hợp đồng với nó. Nhưng mà ảnh bảo ảnh lại binh vực nó. Đã vậy còn la con trước mặt bao nhiêu nhân viên như vậy. Cái chuyện đó xảy ra hồi nào? Sao con không báo cho ba? Con đã muốn nhịn ảnh rồi, mà ảnh bảo á, ảnh càng ngày càng quá đáng đó ba. Ảnh còn cảnh cáo con là không được đụng tới con nhỏ đó. Ảnh nói ảnh là tổng giám đốc, là người có quyền cao nhất ở tập đoàn. Quá lắm rồi, hèn gì mà kêu nó làm lành với con mà nó cứ chần chừ. Con cứ vô đuổi việc con bé đó đi. Thằng Bảo mà nói cái gì á, nó ba ra lệnh cái chức tổng giám đốc của nó, ba có thể cách chức nó luôn đó. Thôi ba, nếu mà anh bảo biết con nói lại với ba thế nào anh cũng giận con. Con cứ nói á, là ba nghe nhân viên công ty nói lại. Con vô đuổi việc con bé đó liền đi. Dạ. Cái thằng quá tệ. Ba, con đi nha. Đi đâu nữa? Thì con đi tìm việc làm. Như ba nói, con sẽ không xin xỏ ba nữa. Ba, con nghe nói chú Vinh định mở công ty riêng đó ba. Thằng đó mà làm ăn cái gì? Ba chỉ sợ nó gây tai họa rồi lại khổ thôi. Dạ. Thưa ba, con đi làm. Chào em. Dạ em chào chị ạ. Dạ biết rồi ạ. Chuyện này để tôi giải quyết cho. Dạ. Ngọc nè. Dạ. Chị Quỳnh có việc gì hả? Đây là quyết định kết thúc hợp đồng thử việc của em. Chị rất tiếc. Chị, em có thể hỏi em phạm lỗi gì không chị? Em không đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của công việc. Em có thể ra về trong hôm nay. À, mà trước khi về em nhớ ghé phòng tài chính để giải quyết chế độ về tiền lương nha. Chào em.
gần 140 nhà đất máy và hơn 1.000 cây đổ, hàng chục ô tô bị hư hại, nhiều sự cố mẹ con mới về trên diện rộng. Ủa sao con về giờ này? 16:30 tại hầu hết khắp các con bị đuổi việc rồi. Chỉ khoảng 2 sao vậy? Người ta nói á, con không đủ năng lực. Con không đủ năng lực thiệt hay là có ai chèn ép con? Con nói mẹ nghe đi. Mẹ vô á và quậy nát cái công ty đó luôn. Mẹ, con không có đủ năng lực, không có kinh nghiệm mà. Lúc đầu á con cũng tưởng là con không được nhận rồi đó. Thôi, con đừng có buồn nữa. Mất việc này á mình tìm việc khác. Còn nếu như không á, không ai nhận thì cứ đi theo mẹ, đi làm cò đất. Vài bữa nữa con lên mạng tìm việc khác. Thôi con về phòng nha. Một xác chết đã phân hủy, ban đầu xác nhận là nam giới. Trên xác chết không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có sợi dây chuyền mặt đá được khắc hình cá quá rộng và một chiếc bông tai hình tròn. Mẹ ơi, mẹ, đúng là sợi dây chuyền của ba rồi đó mẹ. Trời đất ơi, cái gì mà cứng ngắc trong người ông vậy? Tao muốn chết luôn à. Anh quá chưa bạn, cái này là bùa hộ mệnh của tôi á. Bùa hộ mệnh? Cái gì mà bùa hộ mệnh? Chẳng lẽ là vậy? Đi du lịch về hình như em đen ra đó nghe. Dạ anh dùng gì? Cho anh cà phê đi. Dạ. Em chỉ giải khuây thôi mà. Nè, đi du lịch xong rồi em có dự định gì không? Em sẽ thành lập công ty về thiết kế xây dựng. Dù gì á, em cũng đã đi làm và có chút kinh nghiệm rồi. À, anh Bách. Ừ? Em nhờ anh giúp em. Giúp sức thì được, giúp tiền anh không có khả năng rồi nghe. Thì anh chỉ chỗ cho em đi vay mượn cũng được. Em không có tài sản thế chấp, làm sao đi mượn người ta được đây? À, cảm ơn em. Dạ. Không lẽ anh không có cách nào giúp em được sao? Ba em khóa hết thẻ của em, mấy cái xe mà em đứng tên á, ba cũng bán hết trơn rồi. Bây giờ em trắng tay luôn nè. Nói chung cách thì anh có đó, nhưng mà không biết em có dám làm hay không thôi. Em biết là anh có cách mà, sao không dám làm? Anh nói cho em biết đi. Bây giờ gì nè? Phải làm vậy sao? Mà vậy có được không? Cứ nghĩ kỹ lại đi. Thằng Bảo nó đâu có coi em là em đâu. Người đứng đằng sau giật dây thoa lừa em vào chồng chính là thằng Bảo. Anh nói thiệt hả? Cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Con Thoa hồi nào giờ đâu có ưa em, tại sao lại chấp nhận tình cảm của em chứ? Rồi lôi kéo em cùng nhau gian lận tiền, rồi sau đó lại bại lộ ngay cái lúc mà em sắp lên chức phó tổng. Và người thay thế em là ai? Là Quyết. Thì ra hai vợ chồng này. Được rồi, em đi mét với ba mới được. Em có chứng cứ hay không? Chắc chắn chú sẽ cho em á là do ganh tị cho nên vu khống cho thằng Bảo. Mà nè, nếu như em làm theo kế hoạch của anh, không phải tiện cả đôi đường hay sao? Được, ông Bảo đã bất nhân thì đừng trách thằng này bất nghĩa. Anh Bảo, anh dậy rồi hả? Anh ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha. À, cảm ơn chị. Thôi chết, tôi còn có cuộc hẹn trễ giờ rồi. Chị có sạc điện thoại loại này không? Tôi không có.
Hay là anh ăn miếng cháo uống thuốc đi rồi đi. Chị cho tôi mượn điện thoại được không? Cảm ơn chị. Alo. Xin lỗi, ai đầu dây vậy? Alo, anh Bảo đi. Anh Bảo, anh đang ở đâu? Anh hơi mệt. Anh đang ở khách sạn. Em điện cho giám đốc công ty Bắc Á, hủy cuộc hẹn lúc 1 giờ giùm anh được không? Được rồi, em sẽ điện. Anh ở khách sạn nào, em tới đón anh liền. Không cần đâu, một chút nữa khỏe, anh sẽ tự về được. Thôi nha, bye em. Anh... Anh điện cho Nguyệt hả? Tôi chỉ nhớ số của Nguyệt thôi. Vậy cũng tốt. Anh và Nguyệt đã nói chuyện lại rồi đó. Thôi anh uống thuốc, nghỉ một chút rồi về để mắc công Nguyệt lo. Mà anh nhớ đừng có nói tôi ở đây nha. Anh ăn cháo đi. Cháu lợi lợi này à, tôi nêm nếm không có giỏi đâu. Anh ráng ăn rồi uống thuốc nha. Người ở bệnh viện với tôi 3 năm trước là gì đúng không? Anh nói gì tôi không có hiểu. Chị đừng có làm bộ nữa. Cái gì cháu lợi lợi này, năm xưa chính chị nấu cho tôi ăn. Nguyệt nấu cháu ngon hơn nhiều. Không có. Tôi chỉ mới gặp anh ở mộ của mẹ Nguyệt thôi à. Tôi chắc chắn người đó là chị. Không phải. Chị đã giả làm Nguyệt trong thời gian đó. Chị đừng có cố chối nữa. Tôi đúng rồi. Đúng rồi. Anh còn nhớ có một anh chàng nhận làm Nguyệt là tôi không? Có. Ngay lúc Nguyệt trở về thì anh chàng đó xuất hiện. Người đó là chồng của tôi đó. Lúc đó chồng tôi nghiện ngập, tôi chán lắm, tôi bỏ nhà lên thành phố. Đúng lúc Nguyệt gây gổ với anh, tôi và Nguyệt đã gặp nhau. Tôi thấy ghen tị với cuộc sống của Nguyệt. Tại sao tôi với nó là chị em sinh đôi mà nó sướng hơn tôi? Có người chồng vừa tốt vừa giàu có, còn tôi thì có một anh chồng nghiện ngập. Tôi đã đánh nó bất tỉnh, rồi tôi nhốt nó. Tôi giả làm nó để âm mưu thế chỗ nó, nhưng rồi nó trốn thoát được. Vì tình chị em nên nó mới tha cho tôi. Cũng như vậy nên tôi với nó không có nhìn mặt nhau nữa. Chị thực sự là con người như vậy sao? Tất nhiên rồi. Tôi chỉ giả bộ tốt để lấy lòng anh thôi. Không phải. Chị là người rất lương thiện. Chị còn nhớ cái tối hôm ở bệnh viện, tôi đã nói về việc Vinh cố tình hại tôi. Chị đã khuyên tôi bỏ qua cho nó. Tôi cảm nhận lời nói của chị rất thật. Chị hoàn toàn khác với Nguyệt. Hay nói đúng hơn, chị giống với Nguyệt của tôi trước đây hơn. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Anh uống thuốc xong rồi đi về đi, đừng có tới tìm tôi nữa. Ở đây với anh thêm chút đi nhé. Nè. Sao? Chắc tối hôm qua thằng Bảo nó ngủ với con nào, cho nên hôm nay nó mới phát bệnh, đúng không? Nhất định là con nhỏ Ngọc đó. Cứ chờ đó coi, em sẽ không để cho nó yên đâu. Nè, thằng Vinh nó có liên lạc với anh bằng âm mưu gì không? Em không tin nó dễ dàng rút lui như vậy. Có. Thực ra
nó có ý định thành lập công ty mới. Nó cũng đúng như anh Bảo nói, cũng có chút tài. Em không muốn nó lật ngược tình thế. Anh hãy tìm cách triệt hạ nó một lần nữa cho em. Tốt nhất là làm cho nó khỏi ngóc đầu lên. Mà nè, em định loại hết người của nhà chồng em hay sao? Chỉ có như vậy em mới tóm gọn được tập đoàn. Có lẽ em cũng nên củng cố tình cảm với Bảo, sinh đứa con cho anh Bảo để lấy lòng ba chồng em. Đến khi cả Bảo Vinh đều ra đi thì tập đoàn sẽ thuộc về em. Em nè, em có nhớ hồi nhỏ anh hay nói câu nào hay không? Đã dám làm thì không có sợ. Em nói đúng, phải loại hết tất cả những người nhà của chú mới được. Anh đưa em về. Nè, em đứng đây chờ anh lấy xe ha. Thôi, để em về một mình được rồi. Vậy thì em về cẩn thận ha. Bye em ha. Ai kêu anh theo dõi tôi? Tôi theo dõi cô làm gì? Tôi ngồi đây chơi mà. Ai? Với mục đích gì? Anh sao vậy? Em nghe dì Xuân nói anh bị bệnh hả? Anh mới uống thuốc xong cũng bớt rồi. Em đi đâu về khuya vậy? Em đi chơi với mấy người bạn thôi. Anh bệnh sao không nghỉ đi mà đứng ngoài cửa sổ làm chi? Lỡ trúng gió là sao? Mấy hôm nay mình cãi nhau nhiều quá. Anh nhớ lại những kỷ niệm xưa. Em có nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình với em không? Tất nhiên là nhớ rồi. Lần đầu tiên đó em đã không nhận lời, khiến anh rất buồn. Tại lúc đó anh chưa tạo được sự tin tưởng cho em thôi. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng lấy được nhau. Ngày cưới anh vui tới nỗi đêm tân hôn anh say bí tỉ không biết gì hết, khiến em giận anh luôn. Anh nhớ lộn rồi, hôm đó anh đâu có sai đâu. Tụi mình đã có một đêm tân hôn lãng mạn chứ bộ. Anh quên mất. Anh,
cho em xin lỗi những chuyện vừa qua nha. Mình đừng có giận nhau nữa nha. Em muốn mình được trở lại như ngày xưa. Hay là mình xin nghỉ phép đi du lịch Nhật Bản trăng mật lại lần nữa nha anh. Bây giờ em đã lên chức rồi. Em muốn thời gian sắp tới mình dành thời gian để sinh con. Có con thì tình cảm vợ chồng mình sẽ gắn kết hơn. Hiện giờ anh chưa muốn sinh con. Không phải lúc trước anh một hai đòi em sinh con hay sao? Sao bây giờ lại không muốn? Anh muốn có thời gian để suy nghĩ lại hết mọi chuyện. Anh mệt rồi, em cũng thay đồ đi nghỉ sớm đi. Chồng của tôi đã bỏ đi cách đây 3 năm rồi. Như chị đã nói thì anh Hùng, chồng của chị, đã bỏ nhà đi cách đây 3 năm rồi, có đúng không? Dạ đúng vậy. Nhà tôi ở Sóc Trăng á, ông nợ nần, ông cờ bạc. Tôi giận quá cho nên tôi mới đuổi ông đi. Ông lên thành phố rồi ông thuê nhà trọ ông ở. Khi tôi tìm tới thì ông dọn đi mất tiêu rồi. Anh Hùng thuê nhà trọ ở đâu? Dạ hình như là ở quận 9 đó. Chị còn nhớ địa chỉ nhà không? Dạ không, lâu quá rồi. Với hơn nữa tôi không phải là người thành phố. Có anh Bá, bạn của chồng tôi, có khi là ảnh nhớ đó. Để tôi cho anh số điện thoại rồi anh ghi lại nha. Đây nè, giấy đây. Chị ghi vào đây. Dạ. Xong rồi anh. Xong rồi hả, cảm ơn chị. Chúng tôi sẽ liên hệ sau với ông Bá. Chị cho tôi biết trong thời gian đó anh Hùng có sống cùng với ai không? Cái này thì tôi cũng không biết nữa. Tôi lên thành phố tìm ổng là đã không thấy ổng rồi. Không biết là ổng có ở với nhân tình nhân ngãi gì không nữa. Tại hiện trường, ngoài sợi dây chuyền hình cá quá rồng này, chúng tôi còn nhặt được chiếc bông tai. Chị và cô nhìn coi có ấn tượng gì không? Dạ. Dạ, nhưng mà còn cái này thì không phải của tôi mà cũng phải của con tôi. Anh sao vậy? Hôm nay anh không đi làm sao? Anh muốn nghỉ phép vài bữa. Nếu vậy em sẽ tới công ty để giải quyết công việc cho anh luôn. Cảm ơn em. Nè. Dạ. Cho con không đi xin việc đi. Rút kẻ nhà vậy. Bà đã nói rồi, không có cho con vô công ty làm đâu. Đừng có trông chờ. Bà ơi, con có ý tưởng trong đầu rồi. Con sẽ lập một công ty. Nè. Đừng có hòng bà rót tiền cho con nha. Bà, sao bà coi thường con trai mình vậy? Con không cần tiền của bà đâu. Con hùng hạp với một người bạn. Ừ, nói thì nhớ. Thưa ba. Ủa, chị hả? Bảo đâu, sao không xuống ăn? Dạ, anh Bảo xin nghỉ làm vài bữa đó ba. Nó vẫn còn sốt hả? Dạ, anh hết sốt rồi. Nhưng mà có vẻ mệt. Thưa ba, con đi làm. Nè. Dạ. Con không ăn sáng sao? Dạ thôi, con nhiều việc làm. Con tranh thủ với công ty rồi ăn. Thưa ba, con đi làm. Ừ. Chị đi nha chú Vinh. Ừ. Ủa ba, ba chưa ăn mà. Ba lên coi tình hình thằng Bảo sao. Công nhận ông chủ thương cậu Bảo ghê. Trong mắt ba tôi đó giờ chỉ có ông Bảo thôi, làm gì có tôi. Cũng đúng, có hai đứa mà phải có sự phân biệt chứ. Nếu có một đứa đâu có gì mà so sánh, tất nhiên phải dồn hết tình thương cho nó rồi. Chị nói đúng, nếu còn một đứa thì tất nhiên là không có sự lựa chọn.
Ủa, con tìm ai? Dạ, con là con gái của ông Hùng. Hả? Trời ơi, con là con gái của ông Hùng đấy hả? Trời ơi, hồi sáng này công an mới tới đây kiếm đây nè. Dì mới biết là ba con chết rồi. Dì nói thiệt nha, dì không có liên quan gì tới ba con hết á. Thiệt luôn đó, dì chỉ gặp ba con duy nhất có một lần thôi á. Năm xưa con nghe mẹ con nói á, là có tụi giang hồ giúp ba con thuê nhà của dì. Trời ơi, cái tụi Tần Hương Sẹo đó mà. Trời ơi, con ơi, đừng có đụng tới tụi nó. Hồi sáng á, công an hỏi mà dì né, dì đâu có dám khai tụi nó ra đâu. Mà dì nói thiệt nha, không chừng tụi nó giết ba con đó. Trời ơi, cái tụi giang hồ mà, nó nóng lên á, cái chuyện gì mà nó không dám làm. Dì có số điện thoại của họ không? Số điện thoại á, thì nói ngay á, thì dì cũng có. Bởi vì lâu lâu á, cũng nhờ nó đi đòi nợ mướn cho dì. Vậy dì cho con số điện thoại của họ được không? Con muốn nói chuyện với họ. Trời ơi, thôi không có được đâu con ơi. Lỡ mà có chuyện gì rắc rối á hả? Nó mà nói tới đây á, nó xử gì luôn á. Con không muốn nói ra gì đâu. Trời ơi, không có được, dì nói thiệt. Kìa, nó mà tới mới kìa. Nói gì vậy? Cái con này á, nó muốn gặp mày để nó nói chuyện gì đó. Thôi mày với nó nói đi, tao không có biết, tao không có dính líu gì hết á. Đây là tiền của bà. Ủa, vậy đó hả? Tôi đã chưa từ công hết rồi đó. Thấy tiền cái vui quá. Chứ sao, bởi tao vậy đâu có nhiêu đây nè. Nè, muốn nói gì á thì nói đi. Con nhỏ này đi kiếm mày đó. Nói chuyện với nó đi, tao không biết á. Ủa, con tìm tôi có chuyện gì? Anh là anh Hương Sẹo hả? Tôi đang tìm anh nè. Sao, cái yêu cầu gì? Đòi nợ, tìm người hay đánh ghen? Nói chung, có tiền là có tất cả. Tôi là con gái của ông Hùng ở Sóc Trăng, chắc anh còn nhớ chứ. Nhớ sao không? Khách sạp của anh à, bấy lâu nay ông thấy ba em liên lạc cho anh. Khách quen, anh lấy giá hưởng ngày. Ba tôi chết rồi. Nè, đừng có kiếm tôi đi đám ma, tôi không có rảnh. Không phải như vậy, ba tôi chết cách đây cũng lâu rồi. Đúng cái thời điểm mà ba tôi nhờ anh thuê nhà nhốt chị hai tôi đó. Thì ra lần đó mẹ cô gọi điện nói là mất tích. Vậy là ông chết rồi hả? Lần cuối anh gặp ba tôi là lúc nào vậy? Nhóc nè, mày nghi tao giết ba mày hả? Ai gặp ba tôi thời điểm đó đều khả nghi hết đó. Tôi không khẳng định anh là hung thủ. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện anh thôi. Tao nói cho mày biết nha, tao là giang hồ thiệt, nhưng mà mấy chuyện giết người tao không bao giờ tao làm. Để tao nhớ lại coi. À, lần cuối tao gặp ba mày là bắt con chị của mày bỏ trốn, đem về cho ổng. Nó đập ổng rồi nó bỏ trốn. Không chừng chị mày giết ba mày đó. Anh nói chị hai tôi hả? Tụi tao phải đi bắt nó về lại cho ổng. Sau đó thì mất liên lạc luôn. Nói chung bây giờ mày về mày kiếm chị mày, mày hỏi. Đừng có đi theo tao. Tụi công an mà nghi tụi tao bắt tao về đồn là tao xử mày nha mày. Ngọc. Hôm nay em không đi làm sao? Em nghỉ việc rồi. Thôi vô nhà đi. Vô đi em. Ngồi xuống đây. Có chuyện gì sao? Sao chị thấy em buồn quá vậy? Ba em mất rồi chị. Ba mất khi nào? Tìm được ba rồi sao? Nói đúng hơn á là tìm được hài cốt của ba. Hả? Ba không phải mất tích mà là bị giết. Em còn nhớ lúc đó chị nói chị bị ba bắt nhốt mà. Ừ, nhưng mà chị thoát được. Lúc đó ba vẫn còn sống. Em nghe chị giết ba hả? Mặc dù là em không muốn tin, nhưng mà
mà lúc đó chỉ có chị với ba thôi. Ông Hưng Sẹo còn nói chị từng đập ba rồi bỏ trốn. Chứ ba không thủ công quán dài, sao tự nhiên lại bị giết? Đúng là chị đã đánh ba bất tỉnh rồi bỏ trốn. Nhưng sau đó chị về quê, chị không có gặp lại ba nữa. Ngọc ơi, em tin chị đi. Vậy thôi, em đi về đây. Ngọc ơi, ba được chôn cất ở đâu vậy? Chị muốn tới đó giếng ba. Ba em được quả thiêu rồi gửi vô chùa đó chị. Vậy bữa nào em đi thăm giếng ma, em cho chị đi chung với nha. Dạ. Khi nào là Nguyệt không? Không, Nguyệt làm sao có thể giết người được? Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt. Anh bảo, anh vừa mới nói gì vậy? Anh gọi em, em chính là anh Nguyệt. Anh đã nhầm lẫn rồi. Nguyệt là vợ của anh, còn tôi là Ánh Dương. Em đừng có chối nữa. Anh đã thử Nguyệt rồi, Nguyệt chỉ biết những gì xảy ra sau đám cưới. Còn trước đó Nguyệt không hề biết gì hết. Bây giờ anh mới biết được tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ khi ở bên Nguyệt. Và giấc mơ em biến mất cứ thường hay xuất hiện. Nguyệt, tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Nguyệt? Sao lại cho chị của em giả em để kết hôn với anh? Anh thật lòng yêu em mà Nguyệt. Em xin lỗi, nhưng dù lý do gì thì chị cũng đã lỡ rồi. Anh bây giờ đã là chồng của Dương, mình là quan hệ em vợ anh rể. Em bây giờ cũng đã có chồng rồi. Là cái anh chàng dưới Sóc Trăng sao? Em và anh không thể nào quay lại được đâu. Anh hãy quên hết chuyện cũ đi, hãy đối xử tốt với Dương. Tuy chị Dương giả làm em, nhưng em biết chị Dương cũng rất yêu anh. Ngọc, sao em lại quay lại? Em xin lỗi, em quay lại để lấy giỏ sách. Em không cố tình nghe chuyện của anh chị đâu. Giang hồ đem chị về lấy 50 triệu không? Lúc đó tụi nó đã bắt lầm chị ngay trước ngày cưới của chị và anh Bảo. Vậy là chị với chị hai em đã trao đổi thân phận từ đó. Ngọc à, em đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết nha. Có được không em? Hả? Con đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Con đi gặp chị hai. Con gặp con quỷ đó rồi sao? Nó ở đâu? Con mau báo công an bắt nó đi. Mẹ, dám nó giết ba con lắm. Ba con ở cùng với nó mà. Không phải chị hai giết ba đâu. Sao con biết được? Chị hai chị đã chạy thoát trước đó rồi. Với lại con tin chị hai, người như chị không thể nào giết người đâu. Vậy thì ai giết ba con chứ? Mẹ, con nghĩ cái đám Hưng Sẹo làm á.
Tụi nó cứ đổ tội cho chị hai à? Cũng dám lắm đó. Tụi nó giang hồ mà. Mà lúc đó ba con ông cũng có tiền nữa. Thôi con ơi, đừng có đụng vô cái bọn đó. Con cứ để cho công an điều tra đi. Chết á thì dù sao ông cũng đã chết rồi. Con không thể nào để ba chết quan như vậy được. Con sẽ báo công an, để công an bắt tụi nó. Có được không con? Mẹ chỉ sợ tụi nó trả thù. Chứ để ba chết quan như vậy, suốt đời con cũng không yên lòng được. Thôi được rồi, mẹ sẽ đi với con. Có phải bọn Hưng Sẹo giết ba con không? Không phải vậy. Hưng Sẹo khai lần cuối gặp anh Hùng là lúc hắn bắt chị Dương từ quán bar trở về nhà. Chúng tôi cũng tra hỏi kỹ rồi, Hưng Sẹo có chứng cứ ngoại phạm và không có động cơ giết người. Bọn chúng tuy là giang hồ nhưng cũng không quá nguy hiểm, chỉ làm những vụ lặt vặt thôi, như đánh ghen, đòi nợ thuê, đi bắt người thôi. Có khi nào tụi nó trả thù mẹ con tôi không chú? Chị cứ yên tâm đi, chúng tôi đã cảnh cáo bọn họ trước rồi, họ sẽ không dám hành động gì đâu. Vì hiện tại họ đang bị án treo về một vụ đánh ghen gây thương tích tháng trước. Vậy thì được rồi. Qua lời khai của Hưng Sẹo và anh Bá thì anh Hùng không có tiếp xúc với người lạ. Anh Hùng chỉ ở với cô Dương, là người thân trong nhà. Chúng tôi muốn gặp cô Dương để hỏi thêm thông tin. Cô Dương hiện đang ở đâu vậy? Nó bỏ nhà chồng nó đi mất tiêu rồi. À mà quên, Ngọc. Dạ. Con có nói là con gặp nó mà. Con chỉ tình cờ gặp lại chị thôi. Con không biết chị ở chỗ nào nữa. Nhưng mà chị của con không có giết ba con đâu. Chị nói lúc chị bỏ đi ba con vẫn còn sống. Biết đâu là có người nào khác nữa. Chúng tôi chỉ muốn gặp cô Dương để hỏi thông tin cho đúng theo trình tự thôi. Nếu như có tin tức của cô Dương thì gia đình hãy báo liền cho chúng tôi. Dạ. Sai lắm rồi. Thôi cậu về nhà cậu nghỉ đi nha. Tôi chưa có sai. Tôi đã nói là cho thêm bia. Tôi có tiền trả mà. Đem ra nhanh lên. Thôi được rồi. Đem nhanh lên. Alo. Alo. Cô là gì của chủ máy này vậy? Đây là điện thoại của chồng tôi. Chị là ai vậy? Tôi là chủ quán. Chồng cô say quá, ngồi gục tại quán của tôi đây nè. Cô mau tới đón về đi nha. Chị Thúy ơi. Chị Thúy ơi. Dạ chào chị. Liên. Dạ. Tôi có nghe chuyện của chồng chị, cho tôi chia buồn với chị nha. Dạ cảm ơn chị. Tại vì hổm rày á, tôi cứ lo hữu sự cho ổng, cho nên tôi không có tới gặp chị được. Về bạn cái chuyện miếng đất đó mà. Không sao đâu mà chị. Nguyệt, sao em lại đối xử với anh như vậy? Ủa, thằng Bảo. Ủa, chị Liên, bộ chị quen nó hả? Nó nhậu ở đây từ chiều tới giờ đó. Say quá trời luôn. Tôi mới nghe máy cho người nhà đón về đó. Nó là cháu tôi đó. Ừ, vậy hả? Thôi, chị ơi, chị cứ để nó đi. Để tôi đưa nó về cho. Hồi nãy á, tôi có kêu vợ nó đón nó về rồi. Không sao đâu. Thôi để tôi đưa nó về đi. Có gì tôi điện cho vợ nó sao. Hai vợ chồng nó cãi nhau hoài hả? Nó buồn quá cho nên nó mới uống dữ vậy đó chứ. Chà, kiểu này thì vợ nó không tới đón nó đâu. Nhưng mà nó xỉn quá rồi, sao chị chở nó về được đây? Được mà, tôi kêu taxi ha. Chị thông cảm đi. Còn cái tiền này nè, để đó tôi thanh toán cho nha. Vậy cũng được vậy. Dạ, cảm ơn chị. Vô đây cậu. Ủa? Cậu thả nó xuống đây giùm tôi. Anh Bảo. Ta. À nè. Mẹ, sao mẹ đưa anh Bảo về nhà mình vậy? Trời ơi, nó xỉn quá trời rồi. Không có ai đón nó cho nên mẹ thấy vậy mẹ mới đưa nó về đây luôn.
Ủa, điện thoại của anh Bảo á. À vậy hả? Nguyệt, Nguyệt, sao em lại đối xử với anh như vậy hả Nguyệt? Trời ơi, chỉ có Ngọc thôi chứ không có Nguyệt đâu nghe con. Ủa, ai gọi vậy? Chắc là bạn nhậu chứ ai. Giờ này á, nó đã xỉn gần chết rồi, làm sao nó trả lời được. Thấy không? À, nè 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 cậu, làm ơn ha, cậu dìu lên phòng giùm tôi cái nghe. Lên phòng hả? Phòng gái tôi nè. Mẹ, sao đưa lên phòng con? Trời đất ơi, thì cứ đưa lên đi chứ có gì đâu. Thôi không có được đâu. Chị ơi, nhanh lên đi, xe đậu ngoài đường công an phạt bây giờ đó. Cậu không đưa lên giùm cậu. Lên phòng phải không? Đưa lên phòng. Trời ơi, cậu chỉ người ta lên phòng coi. Sao lại đưa lên phòng con? Mẹ nói là được mà. Đi thẳng lên, thẳng lên. Chỉ đi. Alo, Liên hả? Giờ cậu Bảo tới rồi nè. Cậu nói với tôi là mày có quen biết gì vậy? Chị đâu? Sao mà chị đưa chồng người ta về vậy? Trời ơi, nó nói xạo đó mà. Vợ chồng nó đang giận nhau. Chị nói á, là thằng Bảo nó nhắn lại là nó không có muốn về. Tối nay nó ở nhà tôi rồi. Vậy nha. Chị Liên. Sao rồi chị? Chị Liên chỉ nhắn lại cậu Bảo tối nay đòi ở nhà chị luôn. Cậu không có muốn cái gì về. Chị gọi lại lần nữa, đưa đây tôi nói chuyện. Nhanh lên. Khóa máy luôn rồi. Trời ơi. Mẹ, sao mẹ đưa anh Bảo về phòng của con? Trời đất ơi, nhà có hai phòng à. Không lẽ đưa vô phòng mẹ? Mà tự nhiên mẹ đưa ảnh về nhà mình chi? Mẹ tạo cơ hội cho con đó. Bây giờ con cứ tiếp cận với nó đi. Đợi mẹ thu thập hết bằng chứng ha. Về cái chuyện con Nguyệt nó ngoại tình, lúc đó thằng Bảo nó sẽ buồn đau vì bị cấm sừng. Con cứ tấn công đi, nhất định là chắc ăn. Con đã nói mẹ, mẹ dẹp cái suy nghĩ đó đi rồi mà. Mẹ muốn á thì mẹ lên chăm sóc ảnh đi. Con vô phòng mẹ ngủ á. Trời đất ơi, cái con này hở ra là bắt đầu là vậy đó. Mày vô phòng tao ngủ là tao qua phòng mày tao ngủ à. Trời đất ơi, con cái gì kỳ cục. Bảo vậy rồi hả? Ngọc, sao em lại ở đây? Đây là nhà em mà. Tối hôm qua anh uống say quá nên mẹ em đưa anh về đây ngủ tạm á. Anh cảm ơn em nha. Ủa, mà giờ này sao em chưa đi làm? Dạ, em nghỉ việc rồi. Sao lại nghỉ việc? Em chưa hết thời gian thử việc mà. Phòng nhân sự báo là em không đủ năng lực, không đáp ứng được nhu cầu trong công việc, cho nên chấm dứt hợp đồng thử việc của em. Anh ngồi đi. Cho anh xin miếng nước đi, anh khát nước quá. Dạ. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Mấy ngày nay anh không tới công ty chắc là do Nguyệt rồi. Để anh vô công ty nói chuyện lại với phòng nhân sự. Dạ thôi, không có cần đâu anh. Em cũng đã tìm được công việc mới rồi. Hôm qua anh uống say quá chừng luôn á. Chưa bao giờ anh uống say như vậy hết. Chị Dương với chị Nguyệt á giống nhau quá chừng luôn. Em cũng không phân biệt được. Anh đúng là ngu ngốc mà. Lúc trước khi ở trong bệnh viện, Nguyệt đã ở với anh mấy ngày, anh cũng cảm nhận được sự khác lạ. Nhưng sau đó, giờ anh trở về,
anh lại nghe lời vợ anh nói dối rồi bỏ qua. Anh nói đã có lần chị Nguyệt từng ở bên anh sao? Lúc đó anh bị tai nạn đụng xe, Nguyệt đã ở lại bệnh viện chăm sóc anh mấy ngày. Thôi bây giờ anh phải về, cho anh gửi lời cảm ơn mẹ em nha. Ờ, khoan đã anh. Anh còn nhớ lúc đó là khi nào không? Có chuyện gì sao? Em chỉ muốn biết khoảng thời gian để coi người mà em gặp á là chị Dương hay chị Nguyệt. Kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt của anh và Nguyệt á là ngày 21 tháng 3. Sau đó 3 ngày thì anh bị tai nạn nằm viện, Nguyệt chỉ ở với anh có 3 ngày thôi. Sau đó thì vợ anh trở về. Vậy có thể người mà em gặp á là chị hai của em? Thôi anh về đi. À anh ơi, có chuyện này không biết em có nên nói với anh không? Chuyện gì vậy em? Thiệt ra chị Nguyệt với anh Nam dưới Sóc Trăng á chỉ là vợ chồng hờ thôi. Em nghe nói á là chị Nguyệt không yêu anh Nam cho nên mới ly dị ảnh. Anh hả? Ờ. Hôm nay em bị bệnh hay sao mà lại xin nghỉ vậy? Em không có bệnh hoạn gì hết. Em chỉ muốn đấu với anh Bảo với lại con Ngọc đó thôi. À, vậy hả? Là mình cứ tưởng là... Thôi em gọi lại cho anh sau nha. Nguyệt ơi, ủa ba, ba nghe chị Xuân nói á bữa nay con không có đi làm, con bệnh hay sao vậy? Dạ con đâu có bệnh đâu ba. Có chuyện gì nói ba nghe. Tối hôm qua anh đã nhận bé Ngọc đó đó ba, chứ con có phúc làm dâu của ba nữa rồi. Con muốn chia tay với anh Bảo để anh được toại nguyện đến với tình nhân của ảnh. Ba chỉ có con là con dâu thôi, con không có gì phải sợ. Có ba ở đây, ba không cho thằng Bảo ly hôn với con đâu. Nhưng mà nếu nó mà ba, nè, nếu con không lập tức chia tay với nhân tình của con thì ba sẽ cắt chức tổng giám đốc của con. Bây giờ con chọn đi. Ba đang nói gì vậy ba? Con còn làm bộ nữa hả? Con phải mấy đêm này con qua lại với nhỏ nhân viên mới đó, nên bỏ nhà đi đúng không? Con không có. Nguyệt, có phải em nói với ba không? Tại sao em lại ra quyết định cho thôi việc Ngọc? Không em... phải con Nguyệt nói, mà do nhân viên công ty bàn tán nên tới tay ba. Chính ba đã kêu con Nguyệt đuổi con Ngọc đó. Ngọc đâu có lỗi gì đâu. Tại sao ba lại xen chuyện đưa vào giống như Nguyệt vậy? Tại nó đạo đức không tốt, lén lút qua lại với con. Vậy là đủ đuổi việc rồi. Con đã nói con và Ngọc không có gì hết, tại sao ba lại vô lý như vậy chứ? Cái gì? Bị á? Ba. Ba. Ba bình tĩnh đi ba. Ba, anh không có nhận thì thôi ba. Ba đừng có như vậy, hại sức khỏe lắm. Ba ơi, để con đưa ba về phòng nghỉ nha. Nè, ba không có nói giỡn với con đâu. Nếu còn qua lại với con nhỏ đó nữa thì chuẩn bị ra khỏi công ty đi. Anh làm ba giận, đau tim trở lại rồi kìa. Anh mau đi qua xin lỗi ba đi. Anh không có lỗi. Anh ở với con Ngọc mấy đêm nay mà anh nói là anh không có lỗi hả? Anh đã nói rõ rồi, anh không muốn giải thích với em nữa. Mình ly dị đi. Anh đòi ly dị em hả? Ngày xưa lúc cưới em, anh đã hứa cái gì? Bây giờ anh quên rồi sao? Đó là lời anh hứa với Nguyệt chứ không phải là em. Anh nói cái gì vậy? Em là Dương, không phải Nguyệt. Hai người đã trao đổi thân phận ngay trong ngày cưới. Anh nói bậy gì vậy? Em là Nguyệt, trao đổi gì ở đây chứ? Anh đã gặp lại Nguyệt. Nguyệt nói rằng sự trao đổi là nhầm lẫn, không phải lỗi của em. Anh cũng không trách gì em hết, chỉ trách bản thân mình không nhận ra được ai là người mình yêu. Anh muốn ly dị, anh muốn ly dị với em để hai người trở lại với nhau chứ gì? Bây giờ anh và Nguyệt cũng không thể nào trở lại với nhau được nữa. Chỉ là anh vốn không yêu em nên không muốn kéo dài cuộc hôn nhân của mình. Nếu cứ tiếp tục sống với em cũng chỉ là bất công với em.
ba đang mệt. Anh đợi ba khỏe hơn sẽ nói chuyện này với ba. Anh có việc phải xử lý cho xong. Sao cô lại tới đây? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dụ dỗ anh Bảo nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Em không có dụ dỗ anh Bảo. Chị Hai, ba mất rồi chị có biết không? Tôi kêu ai là chị Hai? Tôi là Nguyệt, chị Hai của cô là Dương kìa. Em đã biết chuyện chị với chị Nguyệt trao đổi thân phận rồi. Em muốn hỏi chị á, cách đây 3 năm chị có gặp ba không? Không có. Anh Bảo nói á, cách đây 3 năm chị Nguyệt từng trao đổi thân phận với chị để chăm sóc cho ảnh. Lúc đó chị bỏ đi đâu? Khoảng thời gian đó rất trùng hợp với lúc ba mất tích. Ông Hưng Sẹo cũng nói á, từng bắt lại chị Nguyệt ở quán bar sau khi chị Nguyệt chạy thoát. Nhưng mà chị Nguyệt nói với em á, là chị chạy thoát được luôn. Có phải họ bắt lầm chị không? Hồi xưa họ cũng từng bắt lầm mà. Tôi nói không có là không có. Sao mình cứ có linh cảm chỉ có gì đó giống mình? Cái gì? Cả tuần nay cậu không có được cái bằng chứng nào của nó ngoại tình hay sao? Nè, cậu tin không? Tôi hủy hợp đồng với cậu đó. Thôi được rồi, tôi không cần cậu đâu. Tôi tìm người khác. Đi đâu mà về tối dữ vậy con? Con đi công chuyện. Cái gì mà trông mệt mỏi quá vậy? Kìa, mẹ có làm ly nước cam ở trong tủ lạnh á, vô lấy uống đi. Dạ. Chủ nhà ơi, ra nhận hàng. Dạ chào cô ạ. À, có chuyện gì vậy cậu? Dạ anh Bảo mua cái tivi này, kêu hai con đem đến tặng cho cô Ngọc. Vậy hả? Dạ. Đem vô trong túi đi. Bưng vô. Đem vô. À, bưng nhanh trong túi nha. Đi vô đây. À, nhẹ. Coi chừng đó. Để tôi đỡ phục. Trời ơi, cái tivi quá trời lớn luôn á. Bởi tôi nói cái cậu này lịch sự lắm mà. Không có chịu nghe. Mẹ! Buông ra! Ba. Ủa? Con Nguyệt đâu? Tại sao hai đứa không về chung? Nguyệt chưa về hả ba? Con ngồi xuống đi. Nói vậy con với Nguyệt vẫn chưa là hòa sao? Con cần thêm thời gian ba. Hai đứa giận nhau, con không chủ động lên tiếng thì biết chừng nào mới hòa giải được. Chuyện của tụi con ba không hiểu đâu.
Ủa ba, đúng rồi ba. Thằng quỷ, sao còn nhắc cái mặt gì đây nữa, không đi luôn đi. Cho con ly trà đi ba, con có nhậu gì đâu, uống ba lon à. Bữa nay có tâm sự buồn thì con uống, uống cho hết buồn, uống nha. Ba, con biết lỗi con rồi, ba tha lỗi cho con đi. Ba, dù sao thì nó cũng biết lỗi rồi, ba bỏ qua cho nó đi. Được, tao bỏ qua cho mày. Nhưng từ nay á, đừng hòng bước chân vô tập đoàn nữa. Trời ơi ba, chuyện của con á, có ai biết đâu. Thì cứ đi làm bình thường đi, coi như là không có gì xảy ra hết đó. Không ai biết, nhưng không có nghĩa là nó chưa xảy ra. Nhà thì mày cứ trở về, còn công việc á, mày tự kiếm đi. Lấy chân coi, đoạn hại. Để anh nói chuyện lại với ba cho. Khỏi mèo khóc chuột nữa. Bây giờ tôi bị tống cổ ra khỏi công ty rồi. Công ty bây giờ của vợ chồng mấy người kìa. Em nói cái gì vậy? Em là em của anh. Lúc nào anh cũng mong muốn em thành công, chứ bao giờ anh ganh tị ganh ghét đuổi em ra khỏi công ty hết đó. Anh mà tốt vậy hả? Tôi không có tin anh đâu. Cảm ơn nha. Khỏi cần đóng kịch. Mệt ốc. Không khí ngột ngạt quá. Khỏi nhìn, tôi lên phòng ngủ, tôi không có đi chơi nữa đâu. Tự nhiên mẹ chóng mặt quá con. Dạ. Mẹ nhớ là mẹ con mình đang ở nhà. Thằng Bảo nó cho người tới tặng tivi cho mẹ con mình mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mấy người đó chụp lúc mai bắt mình tới đây á. Phải tìm lối thoát mới được con ơi. Chị bắt tôi với mẹ. Ai mượn mày nhiều chuyện, đi điều tra này nọ, còn mẹ của mày dám cho thám tử theo dõi tao. Có phải chị, chị liên quan đến cái chết của ba, cho nên chị mới sợ tôi điều tra? Ổng đáng chết, và cái chết cũng tự ổng gây ra. Cũng như mày với con mụ già này vậy. Tao phải báo công an bắt mày. Mẹ ơi, mấy người đừng đánh mẹ tôi mà. Mẹ ơi, tôi nói cho bà biết thì bà còn cơ hội báo công an sao? Chị nên làm gì mẹ con tôi? Mày làm nhiều chuyện á, mày coi chừng mày bị quả báo đó. Đừng có đánh mẹ nữa. Mẹ, quả báo, quả báo là gia đình của bà kìa. Mẹ ơi, bà có nhớ ngày xưa gia đình của bà đối xử với tôi như thế nào không? Bây giờ còn âm mưu cướp anh Bảo của tôi nữa hả?
Yên tâm đi, mẹ ơi. Tôi biết nghĩ tình xưa lắm. Tôi sẽ không giết mẹ con của bà liền đâu. Như vậy thì quá nhẹ nhàng cho mẹ con của bà. Bà thương con gái của bà lắm chứ gì. Còn muốn nó cướp anh Bảo thế chỗ của tôi nữa hả? Còn mày cũng hay lắm, giả bộ hiền lành đáng thương, để anh Bảo phải binh vực mày. Mày không được làm hại con tao. Mày muốn trả thù thì trả thù tao nè. Đừng có đánh mẹ nữa. Mẹ ơi mẹ. Con nhỏ này cũng xinh đẹp đó chứ. Mấy anh thích thì cứ việc. Chị cho phép tiền hả chị? Chị nói cái gì vậy? Tất nhiên. Bắt mẹ của nó đi kiếm luôn. Không được. Không. Mẹ ơi. Không được. Mẹ ơi. Không được làm hại con tôi. Giải quyết hai mẹ con nó sao đây? Tất nhiên phải thủ tiêu. Nhưng kỳ này phải đốt xác cho tôi, để tránh trồi lên như ông già kia mắc công việc phức lắm. Tiền công của anh đó, giải quyết hai mẹ con nó liền trong đêm nay đi. Ngày mai còn có vụ khác nữa. Ai vậy? Người quen cũ của anh. Ông chủ thấy sao rồi? Lúc này sao tôi thấy thường mệt tim lại, uống thuốc nhiều hơn ăn nữa mà không thấy đỡ chút nào. Chắc tại bị thằng Bảo nó chọc tức. Nó đã về chưa chị? Dạ, hồi nãy cậu Bảo có điện về, nói là tối nay cậu ở công ty làm việc rồi ngủ lại luôn. Cái thằng lại không về nhà ngủ nữa. Chắc là cậu Bảo hết yêu cô Nguyệt rồi đó ông chủ. Cái gì? Nó... Ông chủ, ông chủ đừng có giận, có hại tới sức khỏe đó. Tôi sẽ không cho nó bỏ cô Nguyệt đâu. Ông chủ thiệt thương cô Nguyệt quá. Là tôi có lỗi với nó, tôi muốn bù đắp cho nó. Trên đời này có nhiều chuyện không thể nào bù đắp được đâu ông. Dù biết như vậy nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức. Tới lễ rồi, chỉ có về quê chơi thì cứ về. Tôi cũng đâu còn người thân đâu mà về. À, tôi có nghe chị Bảy kể về hoàn cảnh của chị. Tôi đâu được may mắn như ông chủ có tới hai thằng con trai. Lúc nào tôi cũng nhớ đến chồng và đứa con đã chết mà đau xót trong lòng. Tôi hiểu cảm giác của chị mà. Tôi cũng từng mất đi vợ và đứa con trai. Họ chết cũng là lỗi do tôi, lại còn liên lụy nhiều người nữa. Thôi, chị đi nghỉ đi. Dạ, thưa ông chủ.
chị hai. Nguyệt, chị bất ngờ lắm hả? Chị đã nói là chị không trở lại đây nữa mà. Chị cũng không muốn trở lại đây đâu, nhưng tại chị có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ của chị là chị bỏ chồng muốn quay lại với anh Bảo chứ gì. Chị tưởng tôi không biết là chị đã gặp anh Bảo rồi sao? Chị đã nói hết cho anh biết sự thật, để bây giờ anh muốn ly dị tôi kìa. Chị chỉ vô tình gặp lại anh Bảo thôi, là do anh phát hiện ra chị. Chị cũng không nói sự thật cho anh biết. Em tin chị đi mà. Được rồi, em tin chị. Em khát nước quá. Chị không muốn mời em vào nhà hả? Em vô nhà đi. Em ngồi ở đây. Tưởng là tôi còn tin chị hay sao? Chị đối xử với tôi như vậy, chị đừng có trách tôi. Dạ. Đem nhốt chị lại. Dạ. Đã ác thì phải ác cho tới. Giam nó thì con ngài cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có cái chết mới vĩnh viễn im lặng. Chỉ cần một nhát rồi đốt xác giống như con mụ già và con nhỏ hôm qua. Là chị em thôi. Chỉ khi nào chị vĩnh viễn biến mất thì mọi thứ mới là của em. Các người muốn làm sao thì tùy, nhưng phải sạch sẽ. Được rồi, yên tâm đi. Chủ quán, tính tiền. Dạ, chờ chút. Cắm vài cái sừng cho thằng Nam cũng được. Anh anh làm gì vậy? Anh Sơn, anh làm cái gì vậy? Không về với con sao? Con đi taxi về riêng mà. Ba cũng la rầy, mà càng ngày á nó càng cứng đầu. Nếu con thương nó, con hãy kiên trì kéo nó về. Nếu mà làm căng á cũng không có hiệu quả với nó đâu con. Anh Bảo phụ con, chứ con lúc nào cũng thương ảnh hết. Thôi, con lên lầu đây ba. Ừ. Chuyện gì vậy con? Hả? Con người gửi clip của anh Bảo đến cho con nè ba. Chắc là anh đang ở với hai đứa rồi. Gọi điện lại đó để ba nói chuyện với nó. Dạ. Anh tắt nguồn rồi ba. Thằng này quá lắm. Lần này về nó mà còn cãi ba, ba sẽ bãi nhiệm chức tổng giám đốc của nó. Alo, cô là ai?
cô đang ở cùng với anh Bảo đúng không? Cô là vợ thằng Bảo đúng không? Đúng rồi. Anh là ai? Cô thấy đoạn clip lúc nãy rồi chứ? Thằng Bảo đang ở trong tay chúng tôi. Nếu cô muốn nó an toàn thì đem 10 tỷ tới chuột nó. Còn nếu cô báo công an thì hãy chờ nhận xét nó đi. Alo, alo. Có chuyện gì vậy con? Anh Bảo bị bắt cóc rồi ba. Cái gì? Thằng Bảo bị bắt cóc hả? Cái clip hồi nãy là của tụi nó gửi cho con. Tụi nó đòi 10 tỷ tiền chuột. Trời ơi, nhà đã có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy? Anh con á bị bắt cóc rồi. Cái gì? Ba nói thiệt sao? Ba ơi, mình đi báo công an đi ba. Chị điên hả? Chị báo công an chị hại chết anh hai đó. Báo công an thì bước di động được tụi nó dưới anh hai rồi sao? Nhưng biết đâu công an bắt được tụi nó, cứu được anh Bảo, đưa tiền chuột cho tụi nó, liệu tụi nó có tha cho anh Bảo không? Tụi nó chỉ cần tiền chuột thôi. Đưa tiền thì nó thả người, ngu gì giết người cho phạm pháp. Ba, nhà mình có tiền mà, ba đưa tiền đi cứu anh hai đi ba. Bảo công an tụi nó dưới anh hai đó ba. Đừng nghe lời chị hai suối bậy bạ. Ba, bây giờ mình tính sao hả ba? Thằng Bảo an toàn là quan trọng nhất. Tụi nó cũng chỉ cần tiền chứ chưa dám làm cái gì đâu. Bây giờ trời tối rồi, để mai được tin. Anh Bảo. Nguyệt, sao tụi mình lại ở đây? Họ đã bắt em với anh và nhốt ở đây nè. Tại sao lại như vậy? Em không biết nữa. Em có sao không? Có bị thương gì không? Dạ không. Tôi để làm gì? Có con thì gặp trực tiếp nói chuyện đi. Mau thả tôi ra. Bắt mày để tống tiền chứ chị. Mày chờ tao nhận đủ tiền đi rồi tao thả mày ra. Tôi đã bắt anh là để tống tiền, nhưng sao tôi nói lại bắt em? Không lẽ tôi nói làm em lại Dương sao? Chắc vậy. Em biết thằng cầm đầu. Nó là sao? Nó từng đâm anh Nam bị thương và giết Lệ. Em đừng lo, anh nhất định sẽ không để em bị chuyện gì đâu. Chuyện sống chết đối với em không còn quan trọng nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải lo cho bản thân mình trước, đừng có lo cho em. Em là người anh yêu thương nhất. Nếu không bảo vệ được em thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Anh nói như vậy, anh nhầm lẫn rồi. Tình yêu của anh là dành cho Dương. Anh không hề yêu Dương. Anh sống với Dương bằng tình yêu trước đó với em. Khi gặp lại em, anh biết trong lòng mình chỉ có mình em mà thôi. Em không còn yêu anh nữa. Em có chồng rồi. Không, em đừng có nói dối. Ngọc nói với anh, em và anh chàng dưới Sóc Trăng chỉ là vợ chồng hờ thôi. Em không yêu anh ta nên mới bỏ đi. Không phải như vậy đâu. Nguyệt, em sao vậy? Em đau bụng quá. Em lại đau dữ rồi. Em dựa vào anh đi. Em cố lên nha. Sẽ không sao đâu. Cố lên nha em. Em lo cho thằng Bảo sao? Có gì phải lo.
anh ta xảy ra chuyện. Đỡ tốn công em tìm cách loại trừ. Ba. Chú. Tiền đã đủ rồi. Tụi nó có liên lạc lại chưa? Dạ chưa ba. Sao kỳ vậy? Alo. Chuẩn bị tiền xong hết chưa? Xong rồi. Các người nói địa chỉ đi, tôi sẽ đem tiền đến. Được. Đúng 7 giờ tối nay xuất phát. Chỉ một người cầm tiền và đi xe máy. Chúng tôi sẽ điện thoại và nói địa chỉ cho người đó. Tụi nó nói gì vậy con? Nói là mình cử một người đi giao tiền. Nó sẽ liên lạc địa chỉ với người đó. Với lại nó nói mình chỉ được đi xe gắn máy thôi. Ba, chị hai là phụ nữ đi không tiện đâu. Để con đi cho. Như vậy thì nguy hiểm lắm. Con có thể lo được. Ba yên tâm đi. Con muốn cứu Nai mà. Chú à, con nghĩ là nếu như mà tụi nó có tiền chuộc thì chắc chắn là tụi nó sẽ thả người thôi. Chú cứ để Vinh đi, con sẽ bám theo sau hỗ trợ cho nó. Được rồi, vậy thì Vinh đi giao tiền đi. Ba sao vậy? Chú à. Ba. Ba hơi mệt. Ba lên phòng ba nghỉ một chút. Dạ. Sao rồi Nguyên? Các người vô đi, tôi muốn nói chuyện. Các người đâu rồi? Mày la cái gì vậy? Các anh bắt lầm người rồi. Cô này không phải là Nguyệt vợ tôi, mà là chị song sinh của Nguyệt. Cô không liên quan gì hết. Bây giờ cô đang bệnh nặng, các anh hãy đưa cô tới bệnh viện đi. Giúp mình tôi là đủ rồi. Tôi sẽ điện thoại kêu người nhà đưa thêm tiền cho các người. Chắc trước khi ra đi, mày cũng muốn biết tại sao lại như vậy. Gia môn của tụi bay cũng thật sự bất hạnh thiệt. Con này thì là vợ mày, con Nguyệt kia tao bắt cóc nó. Còn mày, chính thằng em mày bày kế hoạch kêu tao bắt cóc mày. Thiệt là quan gia đã đến lúc tận số. Đợi thằng em mày tới thì tao sẽ tiễn tụi bay bằng 3 quả lửa theo yêu cầu của khách hàng. Ai kêu anh là? Cái gì? Là ai hả? Mày tỉnh lại đi. Cái này thì tao chịu thua. Tao không thể tiết lộ danh tánh được. Mày muốn biết hả? Xuống Diêm Dương mà hỏi. Vậy nha, bây giờ mày cứ thạch thản ngồi ở đây chờ chết hả? Chị hai. Alo. Sao rồi, có tiền chưa? Tôi nghe nè. Ai là người vô tiền? Ờ được rồi, hãy liên lạc với người này. Alo. Mày là ai? Ờ tôi là em của anh Bảo. Ờ mày đem tiền tới vòng xoay rồi tao liên lạc với mày tiếp. Rồi tôi biết rồi. Tụi nó nói gì vậy? Tụi nó không cho biết địa chỉ mà kêu em chạy thẳng tới vòng xoay rồi tụi nó gọi tiếp. Chị hai à, em cầm điện thoại của chị hai theo nha. Ừ. Con đi nha ba. Ừ. Cẩn thận nghe con. Con biết rồi. Chú à, cô sẽ đi sau hỗ trợ cho Vinh. Dạ con đi nghe. Cầu mong cho mọi người được bình an. We'll be right back.
vẫn còn ở trong phòng chứ? Tất nhiên rồi, nhận tiền thì mới xử được chứ. Đưa đây. Nè, vợ đó, xử lý là chuyện giết con tin cho tôi. Sai rồi, là giết con tin và người đưa tiền chuộc. Ê, xử lý cho tao. Nè, đâu nhẹ thôi. Nhẹ. Tại sao có bao nhiêu đây? Mày giỡn mày với tao hả? Tao đâu có ngu, tao bỏ bớt nhà rồi, lỡ tao bị lật lộn cướp hết rồi sao? Nè, thả tao ra đi, có gì hợp tác lâu dài. Rất tiếc, mày chỉ là con mồi chứ không phải là đối tác của tao, hiểu chưa?